Chương 199 Thiên Cơ Tông Công Pháp. Mà Quốc Kỵ lo lắng có người dùng thần niệm quét hắn đi một đoạn sẽ dừng lại, xuất ra một bản công pháp lật xem. Lời này công pháp chỉ không có đối hoái, đều có một cái cây tơ mọc liên tiếp, nhìn không được mang đi, liền xem như nhìn cũng chỉ có thể nhìn trước vài trang, phía sau cấm chế cầm cố lại. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Dưới đường đi đến chữ Bất Hủ Công Pháp, Mặc Quốc Kỵ ngược lại gặp không ít để cho Mặc Quốc Kỵ dở khóc dở cười. Những thứ này đều là Bất Hủ tuyệt đại, là nhân cấp công pháp, liền cùng Bất Hủ Công Pháp Quyết tên tuổi vang dội, trên thực tế là dọa người dùng. Mới bắt đầu thời điểm Mặc Quốc Kỵ chưa phải là phi thường sốt ruột. Vũ Đại Đế Quốc sở hữu tông môn công pháp tập trung ở nơi này, Bất Hủ Phạm Nhân Quyết lại như vậy bình thường. Muốn tìm cơ bản Bất Hủ Phạm Nhân Quyết kế tục công pháp hẳn rất dễ, nhưng lựa ngày thời gian đi qua, Mà Quốc Kỵ có chút nóng lòng. Bất Hủ Phạm Nhân Quyết hắn ngược lại nhìn thấy không ít, trên cơ bản đều là huyền cấp tông môn lấy ra đồ vật. Đây chỉ là bình thường nhất công pháp, hắn hiện tại tu luyện chính là cái này. Hắn cần Bất Hủ Phạm Nhân Quyết kế tục công pháp, không phải là nhân cấp phổ thông công pháp Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Lại là hơn một giờ đi qua, Mà Quốc Kỵ y nguyên không thu hoạch được gì. Trong lòng khẽ thở dài, Mà Quốc Kỵ quyết định tăng thêm tốc độ, đem lần thứ nhất xem hết. Thật sự tìm không thấy thì càng phải đổi công pháp. Nơi này địa cấp công pháp không ít, trước đó hắn thấy một môn địa pháp trần phẩm tu luyện công pháp chỉ 9.000 điểm cống hiến, liền xem như không cần những người này. Trên này hắn có một bản địa cấp tu luyện công pháp, quyển công pháp là chiến lợi phẩm của hắn từ cái ngoại vực tu sĩ giới chỉ chọn đạt được. Thiên Cơ Tông, Mặc Vô Kỵ ngừng lại, không phải hắn nhìn thấy hắn cần công pháp mà thấy cái tông môn này có chút ấm áp. Pháp bảo của hắn gọi là Thiên Cơ Côn, lời này là một cái tông môn gọi là Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông công pháp ngược lại có một hai chục bản, đáng tiếc chỉ là một huyền cấp tông môn mà thôi. Tại Ngũ Hành Đế Quốc, huyền cấp tông môn xem như là thấp nhất tồn tại, coi như bình thường lãnh chúa quốc địa vị cũng phải cao hơn huyền cấp tông môn. Mà Quốc Kỵ thần niệm tùy tiện quét vào, lập tức thấy kẹp trong đó là một bản công pháp Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Mà Quốc Kỵ cười cười, cũng chỉ những thứ này huyền cấp tông môn mới có thể đem Bất Hủ Phạm Nhân Quyết góp ra đủ số. Mà Quốc Kỵ thần niệm đang muốn tiếp tục quét xuống, lại thấy một loạt điểm cống hiến số lượng, lập tức khẽ giật mình. Bất Hủ Phạm Nhân Quyết đối hoái cần 10.008 điểm, chẳng lẽ mình hoa mắt? Mà Quốc Kỵ vuốt vuốt ánh mắt nhìn, cẩn thận một chút, không sai, đích thực là cần 10.000 điểm cống hiến, hắn không có lầm. Trước đó Bất Hủ Phạm Nhân Quyết Mà Quốc Kỵ nhìn nhiều bản, tốt nhất một cái bản là Bình Linh Phái, cần điểm cống hiến 5 điểm. Rất nhiều tông môn Bất Hủ Phạm Nhân Quyết chỉ cần 1 điểm liền đổi được, mà cái này Thiên Cơ Tông Bất Hủ Phạm Nhân Quyết là 10.008 điểm cống hiến, liền xem như Bất Hủ Phạm Nhân Quyết kế tục công pháp, mở ra cái giá tiền này cũng không đúng. Mà Quốc Kỵ nhìn lại Thiên Cơ Tông công pháp, hối đoái điểm cống hiến đều rất bình thường, ngoại trừ cái này, tốt nhất một cái cần 121 điểm. Theo lý thuyết đưa vào công pháp trong này, khả năng tính sai a. Khả năng duy nhất chính là cái Thiên Cơ Tông kia không nguyện ý đem môn công pháp này hối đoái ra ngoài. Nếu không nguyện ý, vậy không cần lấy ra, làm gì đưa đến nơi này. Mà Quốc Kỵ nhịn không được đem bản ít giá 10.008 điểm cống hiến Bất Hủ Phạm Nhân Quyết lật tờ thứ nhất. Thiên địa trước mở sau có nguyên khí, cái này sai lớn. Linh khí cùng thiên địa đồng thời thanh nghén, tương hà thời khắc mà sinh, không đắc đạo vị giả đều là phàm nhân. Chúng ta phàm nhân cô đọng nguyên tức thành tựu trường sinh, cùng hắn là Lạc Hải Thương Lâu mua một bộ Bất Hủ Phạm Nhân Quyết mở đầu, đồng dạng tiếp tục tu luyện trên cơ bản giống nhau, chỉ có tại chỗ rất nhỏ, so với Lạc Hải Thương Lâu mua sắm càng thêm tinh giản rất nhiều. Lật đến 10 trang về sau, tiền rốt cuộc lật không nổi, phía sau nội dung bị cấm chế giam lại, cái này bình thường. Đây là tất cả công pháp khó có khả năng để cho người ta xem hết. Mà Quốc Kỵ trong lồng ngực lại là vui mừng không thôi, bởi vì dựa theo bản này sách mỏng, độ dày tôi nói, hắn lật qua 10 trang, quá là quyển công pháp này 1 phần 10 mà thôi. Cái này 10 điểm một trong đã bao hàm tại Lạc Hải Thương Lâu mua sắm Bất Hủ Phạm Nhân công pháp 9 thành nội dung. Nếu cái này đằng sau đều là Bất Hủ Phạm Nhân Quyết trong khi tu luyện, quyển công pháp này nội dung muốn hoàn toàn toàn diện hơn nhiều. Nếu Thiên Cơ Tông không phải cố ý hại người, quyển công pháp này có thể chính là hắn cần. Tuy nói công pháp danh tự không có thêm kế tục công pháp chữ,
Nhưng dạy như vậy nội dung không phải kế tục, chẳng lẽ là chúng không trang sao? Bác Kỵ nhanh chóng xác định Thiên Cơ Tông không có khả năng cố ý đem một chút trống không có trang cầm cố lại. Thiên Cơ Tông dù sao cũng là một loại huyền cấp tông môn, cũng không về phần làm ra cái loại này không có phẩm sự tình tới. Chính là bản này mà Quốc Kỵ xuất ra điểm cống hiến bài, tại cất giữ bất hủ phạm nhân quyết vị trí trà một cái tích điểm, kêu lên một tiếng, hắn điểm cống hiến bài trên tại điểm cống hiến 12.076 sau nhiều một vòng đỏ đã dùng 10.008 điểm. Đồng thời ngay trên bất hủ phạm nhân quyết, một cây tơ lụa mỏng đột nhiên thu hồi không thấy. Duy nhất một lần thiếu hơn một vạn điểm cống hiến, nói không đau lòng mới là không khả năng. Lại là đau lòng mà Quốc Kỵ cũng không thể không trao đổi. Không có tu luyện công pháp, hắn thế nào tấn cấp? Hắn không có trong tay lật ra bất hủ phạm nhân quyết, hắn luôn cảm thấy cửa vào lão đầu kia thần niệm đi theo hắn. Còn có hơn 2.000 điểm. Nguyên bản Mã Quốc Kỵ còn muốn kiếm một bộ pháp kỹ, bởi vì tìm kiếm tu luyện công pháp chậm trễ thời gian quá dài, hắn lo lắng người lôi ra tìm được ân đâu đến, quyết định tạm thời từ bỏ pháp kỹ tìm kiếm. Liền Hà Châu có thể trợ giúp hắn không bị Thiên Thường Đế Quốc quyết tính sổ sách, lại không để cho người lôi ra không tìm hắn. Hai ngày sau Mã Quốc Kỵ rời khỏi ân đô mấy vạn dặm xa, hắn không định dừng lại, không chỉ là khống chế phi xa tiếp tục hướng Vấn Thiên Học Cung phương hướng nào vùn vút, hắn muốn bế quan tu luyện. Vấn Thiên Học Cung linh luyện thất là thích hợp nhất. Lúc này trên người hắn điểm cống hiến tình luyện thất, muốn luyện tu luyện bao lâu liền có thể tu luyện bấy lâu. Tại tình luyện thất bên trong tu luyện, dù là kim ngọc cũng không dám đối với hắn thế nào. Về phần ngoại vực chiến trường, hắn hiện tại tu vị quá thấp. Ân Tổ Thiên Cơ Tông trụ sở, một lão giả tới gấp rút nhìn chằm chằm vào cái cửa ra vào. Hắn nhìn bên cạnh có ngồi một nam tử trung niên, lại là đi ra thời gian một nén nhang, một cô gái trẻ tuổi đi tới đối với lão giả này khom người nói: "Sư phụ, cha ra được cái kia bỏ ra một vạn điểm cống hiến đổi đi chúng ta là tông môn bất hủ phạm nhân quyết, chính là tán tu 2.705, chính là cái bách tông liên minh bạc cống hiến tán tu 2.705 lão giả hiển nhiên biết tán tu 2.705 tên tuổi. Lữ tử gật đầu nói: "Đúng là hắn. Một ngày trước hắn xuất hiện tại Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, về sau lôi thị lôi thành ra hỏa truy sát Vấn Tiên Học Cung Hầu Ngọc Thừa, vọt vào thi Tiên Quỳnh Lâu số 2.705 cứu được Hầu Ngọc Thừa, đồng thời cổ động mọi người giết Lôi Thành Hòa, sau đó đi lấy điểm cống hiến đổi cho chúng ta tông môn bất hủ phạm nhân quyết. Nhưng có tung tích của hắn?" Lão giả vội vàng nói. Lữ tự lắc đầu: "Không có, nghe nói lôi thị người đi tới Ân Đô, ngay tại khắp nơi tìm kiếm tán tu 2.705 hạ lạc, thậm chí khẩn cầu bách tông liên minh giao ra tán tu 2.705, nói tán tu 2.705 tại Ân Đô tùy ý giết đại tông môn đệ tử trái với Thiên Thường Đế Quốc luật pháp. Bất quá bách tông liên minh cùng với Thiên Thường Đế Quốc đế quân đều không có đối với tán tu 2.705 làm ra cái gì động tác." Tại lão giả bên người, làm tử trung niên thở dài: "Không nghĩ tới thật có người tốn hơn một vạn điểm tích lũy đi trao đổi bất hủ phạm nhân quyết. Nếu là hắn biết phía sau không có cái gì, không biết có ai không giận chó mèo đánh chúng ta Thiên Cơ Tông." Lão giả lắc đầu: "Chúng ta tông môn bất hủ phạm nhân quyết đằng sau không có bất cứ cái gì, mà là cần phải có duyên người mới có thể mở ra. Ta Thiên Cơ Tông nếu có thể mở ra sau khi mặt đồ vật có thể trở thành càng ngày xuống dốc đến bây giờ biến thành huyền cấp tông môn bất hủ phạm nhân quyết vĩ đại, người vĩnh viễn không hiểu." Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói: "Thu kế Bình Nhi, các người bên ngoài có thêm chú ý một chút cái kia tán tu 2.705, một khi gặp phải nhất định phải giao hảo, sau đó mời hắn đến chỗ ta Thiên Cơ Tông. Nếu hắn thực sự mở ra bất hủ phạm nhân quyết phía sau đồ vật, nhất định phải mời hắn làm ta Thiên Cơ Tông tông chủ." À, câu nói sau để cho đệ tử Bình Nhi cùng nam tử trung niên đều kinh ngạc há to miệng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thiên Cơ Tông dù gì chỉ là một huyền cấp tông môn, tông chủ cũng không phải ai có thể làm. Để một cái tán tu làm tông chủ, dù là người tán tu này leo đến bách tông liên minh bảng cống hiến, vậy cũng không đủ tư cách.
Vô luận Thiên Cơ Tông hay Dục Lâm Lôi Thị tại Ân Đô tìm tán tu 2705 cùng Mạc Quốc Kỵ không có quan hệ. Nếu không một lòng đi đường, Mạc Quốc Kỵ sớm đã đem Bất Hủ Phạm Nhân Quyết lấy ra cẩn thận đến tuột cùng. Bởi vì một bên khống chế Phi Xà Pháp Bảo, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể lấy ra một chút Mạc Tuyết Lục Địa Linh Thảo. Hắn không muốn để cho mình lâm vào trong đó quên đi khống chế Phi Xà. Một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ lần nữa về tới Vấn Thiên Học Cung. So với hắn, Sầm Thư Âm đi ra tới thời điểm Vấn Thiên Học Cung lộ ra càng là tiêu điều. Chỉ còn một ít lẻ tẻ đệ tử vội vàng đi qua, phần lớn đệ tử đều đi ngoại vực chiến trường. Mạc Quốc Kỵ một lần nữa tông môn liền thẳng tới Tiền Luyện Tháp bế quan tu luyện. Mới là hắn cần có nhất sự tình, hắn thoát phòng cảnh tầng 1. Tại Vấn Thiên Học Cung, đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử bên trong cũng coi như là một cường giả. Đây đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói còn xa không đủ. Hắn phát hiện cảnh giới của mình càng cao càng thấy không đủ. Ta muốn tại cao cấp nhất linh luyện thất bế quan 1 năm. Mạc Quốc Kỵ đi vào Tiền Luyện Tháp giao lục chỗ, há miệng liền nói. Giao lục chỗ lữ tử trung niên tựa hồ mãi mãi lấy cái tấm kia khuôn mặt bế quan vượt qua 3 tháng không thu linh thạch, chỉ lấy điểm cống hiến, cần giao điểm, giao lục điểm cống hiến 1.000. Đang khi nói chuyện, lữ tử này đưa ra lấy một cái dụng cụ đo điểm. Mạc Quốc Kỵ không có tâm tình đi so đo với lữ nhân, hắn trực tiếp lấy ra Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bài soát một cái. Sầm Thư Âm đã nói với hắn, Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bài chẳng những có thể tại Bách Tông Liên Minh dùng, xem như trở lại tông môn một dạng có thể dùng. Quả nhiên lữ tử trung niên không cảm thấy không ổn, trực tiếp thu hồi dụng cụ đo điểm, té một cái ngọc bài cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lắm lên ngọc bài bằng nhanh nhất tốc độ, xông đến Tiên Luyện Tháp tốt nhất linh luyện thất, hắn chính thức bế quan tu luyện. Chương 200: Điều kiện mở ra công pháp. Đem cao cấp linh luyện thất cửa đóng lại về sau, Mạc Quốc Kỵ trước tiên lấy ra chính là bản Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Đây này là Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp bên trong linh luyện thất, tuyệt đối không có khả năng có người nhìn trộm đến hắn. Mạc Quốc Kỵ cũng không có lập tức liền lật đến đằng sau, mà từ tờ thứ nhất một lần nhìn lên. Quyển công pháp này từng tờ một bị Mạc Quốc Kỵ lật qua. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Không phải quyển công pháp này vấn đề, mà là hắn tại Lạc Hải Thương Lâu mua sắm Bất Hủ Phạm Nhân Quyết có vấn đề. Trước đó hắn tìm thấy 10 trang, còn tưởng rằng 10 cái trang chỉ có Lạc Hải Thương Lâu mua sắm công pháp chín thành nội dung. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn minh bạch Lạc Hải Thương Lâu Bất Hủ Phạm Nhân Quyết tại chính thức Bất Hủ Phạm Nhân Quyết tăng thêm một ý gì đó. Nhưng vật kia không hiểu người, nhìn tựa hồ không thông tục dễ hiểu, mà là càng thêm phù hợp để nói ý. Hiện tại quyển công pháp này đem những vật kia tinh giản đi, Mạc Quốc Kỵ mới biết được tự mình tu luyện Bất Hủ Phạm Nhân Quyết rất nhiều chu thiên hành công tuyến đường không đúng. Nguyên nhân chủ yếu là cái kia tăng thêm nội dung Bất Hủ Phạm Nhân Quyết hoàn toàn cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm nhiều chuyện. Cũng may cái kia đồ vật đối với tu luyện bản thân không ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ quyết định về sau dựa theo quyển công pháp này chu thiên bắt đầu hành công, đem Lạc Hải Thương Lâu cái kia gia nhập một ít gì đó trực tiếp chém đứt. 10 trang đằng sau hẳn là thoát phàm cảnh tu luyện công pháp, Mạc Quốc Kỵ cực kỳ mong đợi. Đặt đến trang thứ 11, hắn một mực không chịu đựng nổi, không có đi lật tờ thứ 11. Tại phố phòng thời điểm là lo lắng lão đầu dùng thần niệm quét hắn. Trên đường thời điểm hắn sợ không thể chuyên tâm xuống tới. Tận giờ phút này Mạc Quốc Kỵ mới chính thức lật tờ 11. Thấy tờ 11 nội dung, Mạc Quốc Kỵ lập tức trợn tròn mắt. Hắn đúng là bị lừa, tờ thứ 11 là trống rỗng. Mạc Quốc Kỵ trọn vẹn lằng vài thần thời giây đồng hồ, lúc này nhịn không được tức giận mắng, xúc động lật lại. Ta dựa vào, Mạc Quốc Kỵ nhịn không được, trong lòng sớm xen Thiên Cơ Tông tông chủ mắng đến huyết lâm đầu. Quyển sách này chỉ có 11 trang, phía trước 10 trang nội dung hắn có bất quá sửa một phen Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Tờ thứ 11 là một chương thật mỏng tờ giấy trắng. Tờ thứ 12 không có tờ thứ 12, hoặc là nói tờ 11 đằng sau chính là thật dày lên tảng. Cái lê lên tảng khoảng chừng phía trước 10 trang tờ giấy lần dày. Tại cấm chế giam thời điểm, hắn có thể trông thấy cái này thật dày lên tảng trang ngấn. Hiện tại thật là giống như nhiều giao diện tạo thành, không có giam cầm.
Mã Quốc Kỵ có thể thấy được thật dày cái nền tảng. Nền tảng tự nhiên không có bất kỳ cái gì chữ viết, hơn 10.000 điểm cống hiến liền mua sắm trở về vật này. Mã Quốc Kỵ mắng một phen về sau, bất đắc dĩ buông xuống bản này bất hổ phạm nhân quyết, lôi ra ở ngực chiếc nhẫn, trong đó có một bản địa cấp công pháp. Đây là một loại ngoại vực tu sĩ bên người. Thiên Cơ Tông dù sao là một huyền cấp tông môn, thế mà làm loại chuyện này, chờ mình sau khi xuất quan nhất định phải mang theo quyển sách này cáo cái tông môn một hình. Mình điểm này để tới dễ dàng hay sao? Nó cũng không phải là dùng cái mạng nhỏ của mình trao đổi. Không đúng, Bá Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Cơ Tông làm như vậy bất quá là lấy điểm tích lũy mà thôi. Nếu là mình cáo trạng, đây chẳng lẽ là phá hủy Thiên Cơ Tông tông môn? Rồi hãy nói, Thiên Cơ Tông tông chủ không phải ngốc, liền xem như muốn lừa gạt người khác, hơn 10.000 điểm cống hiến cũng không đem cái này. Điểm cống hiến đặt ở bất hủ phàm nhân quyết, cái này hàng thông thường bên trên. Mã Quốc Kỵ nghĩ thông suốt đạo lý về sau, tranh thủ thời gian buông chữ vật dưới chỉ, lần nữa dưới đất cầm lấy bản này bị hắn mắng lửa ngày bất hủ phạm nhân quyết. Lúc này hắn thần niệm rơi vào tờ thứ 11 bên trên, không sai, hoàn toàn chính xác là một chương trang giấy. Hắn thần niệm tiếp tục rơi vào tờ 12, cũng chính là bất hủ phạm nhân quyết liên tạc bên trên. Từng đạo đường vân bị hắn thần niệm nhào bắt được, đây là cấm chế. Không đúng, mà Quốc Kỵ rất nhanh hiểu được, hắn đoạn thời gian này gần nhất một mực đang nghiên cứu chữ tình tử trận đạo. Đối với cấm chế có chỗ dọc nứt qua, thứ lại không giống cấm chế, ngược lại giống như là thân thể mạch lạc hướng cháy. Mà Quốc Kỵ tay nhỏ tầm đặt ở những thứ nhìn không thấy đường vân bên trên, nhắm mắt lại cảm thụ. Lửa ngày thời gian sau đi qua, hắn không cảm nhận cái gì. Hắn lần này vận chuyển một chút nguyên lực đi vào, lập tức Mã Quốc Kỵ ngạc nhiên phát hiện hắn nguyên lực vậy mà có thể tiến vào trong những đường mơ hồ vân bên trong. Sau một lát, Mã Quốc Kỵ liền phát hiện mới, hắn nguyên lực chỉ có thể ở trong một đầu đường vân bên trên di động, khoảng cách tách ra tiến vào hai cái đầu đường vân. Đồng thời vô luận hắn thế nào vận chuyển nguyên lực di động, quyển sách y nguyên vẫn là nguyên dạng. Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi vào đường vân bên trên, hắn đầu mạch lạc thứ 12 lần nữa đưa vào một đạo nguyên lực tiến vào đường vân bên trong. Quả nhiên cùng Mã Quốc Kỵ mơ hồ phỏng đoán một màn đồng dạng, cái này đạo thứ 12 nguyên lực chỉ có thể ở đầu thứ 12 đường vân bên trong hành tẩu. Mã Quốc Kỵ hai đầu mạch lạc đồng thời thành công, có thể hình thành một cái đơn giản chu thiên vận hành. Bất quá loại chu thiên vận hành chỉ có thể ở Mã Quốc Kỵ thể nội hành công, không có cách nào tại quyển công pháp này hình thành. Dựa theo phương thức này, Mã Quốc Kỵ không ngừng bắt đầu đưa vào nguyên lực tiến vào trang sách đường vân. Hắn có 101 đầu linh lạc đã thông, hắn dứt khoát đưa 101 đạo đều không muốn làm nguyên lực tiến vào bên trong đường vân bên trong. 101 nguyên lực tại quyển sách này liền tảng đường vân bên trên hiện ra đụng vào nhau, tự nhiên tạo thành một cái lớn chu thiên vận hành. Hoa một tiếng gió mang trang giấy thanh âm xuất hiện. Mã Quốc Kỵ lo lắng hủy đi quyển sách này, tranh thủ thời gian thu hồi nguyên lực, lập tức hắn bị ngây dại ra. Mới vừa rồi còn là một cái hoàn chỉnh liền tảng thật dày bìa cứng, giờ phút này đã phân ra 10 cái tờ giấy. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lật tờ thứ 12, làm hắn trông thấy nội dung bên trong thời điểm kém chút nữa lệ nóng doanh tròng. Phía trên ghi rõ ràng, thoát phàm cảnh tu luyện về sau, chu thiên đi hướng, cùng với các loại hành công vận chuyển tiến đường, thậm chí còn có đồ hình giải thích phía sau trong đó. So với trước 10 trang, mặt sau chính là giảng giải càng là cẩn thận. Bừng lấy bản này bất hủ phàm nhân quyết, Mã Quốc Kỵ trong lòng hướng tới cái Thiên Cơ Tông xin lỗi. Cái này tông môn thực sự là oan uổng chết rồi, bị mình một trận mắng to, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Câu nói này hẳn là đổi một cái, không có bản lãnh điều tra cũng đừng lại nhải. Lật vài tờ về sau, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu được Thiên Cơ Tông đem quyển sách này lấy ra, đó là bởi vì bọn hắn biết quyển sách này đằng sau có thể mở ra hạn chế. Trong đó hạn chế chính là muốn coi được 101 đầu mạch lạc người ta mở ra, hoặc nói là có được 101 đầu linh lạc người mở ra. Cái kia Thiên Cơ Tông cường giả khẳng định thử qua, nếu không có nhiều như vậy đầu mạch lạc đồng thời hướng khác biệt đường vân nguyên lực, mặt sau trang giấy liền không xuất hiện. Nếu cưỡng ép đưa vào, dựa vào man lực mở ra bất hủ phàm nhân quyết, nói không chừng hủy đi quyển công pháp.
Chính bởi vì quyển sách có giá trị, Thiên Cơ Tông cường giả lúc này mới định giá 10.008 điểm cống hiến. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ biết, cái này điểm cống hiến mua sắm quyển sách còn thiếu rất nhiều. Có lẽ Thiên Cơ Tông dù treo đến 100 điểm cống hiến cũng không có người đi mua sắm. Còn hắn sở dĩ treo 1.000 điểm cống hiến, có lẽ là thử thời vận muốn biết ai sẽ mua sắm quyển sách này. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ có thể xác định Thiên Cơ Tông bây giờ đang tìm mua quyển sách này là ai. Bọn hắn biết quyển sách này có bí mật, tự nhiên muốn biết quyển sách này hướng ai tới. Tại cảm tạ Thiên Cơ Tông đồng thời, Mạc Quốc Kỵ đang cảm thán thượng cổ cường giả quá nhiều. Hắn vậy bản Vô Tự Đan Thư chính là một loại truyền thừa. Bản này Vô Tự Đan Thư người khác mở không ra, chính là hắn có thể mở. Nói không chừng cùng mạch lạc phàm nhân có quan hệ. Hắn là một phàm nhân không linh căn, hết lần này tới lần khác có thể mở ra tu luyện mạch lạc. Xem ra cái kia mỏng rất nhiều lên trang lên tảng. Mà Quốc Kỵ ngược lại càng thêm cao hứng. Điều này nói rõ, chờ khi hắn tu luyện nguyên đan cảnh về sau, đằng sau có thể tiếp tục mở ra tân giao diện để cho hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thiên Thường Đế Quốc Ân Đô Quảng Trường. Một chút quan sát Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến xếp hạng, kỷ luật đối tượng ngoại trừ xếp hạng 3 vị trí đầu bên trong còn chính là tán tu 2705, lửa năm trước tán tu 2705, tích 12.076 điểm lưu thứ 6, mà sau lửa năm tán tu 2705 giống như biến mất, y nguyên vẫn là 12.076 điểm. Bất quá xếp hạng đã bỏ vào người thứ 15. Vực ngoại tu sĩ càng ngày càng nhiều, 2705 sư huynh điểm số làm sao không tăng tiến? Ta sớm đã chú ý tới, 2705 sư huynh tuyệt đối không phải sợ chết hạng người. Hắn miễn là còn sống liền khẳng định tại vực ngoại chiến trường xuất hiện. Hiện tại hắn chưa từng xuất hiện, chỉ có một khả năng. Ta cũng hoài nghi Tinh Hỏa sư huynh bị người ta ám hoại. Lửa năm trước Tiên Quỳnh lâu sự tình cũng có tại đó. Tinh Hỏa sư huynh mặc dù không sợ chết, nhưng hắn dù sao tu vị có hạn. Nếu bị một ít gia tộc cường giả ám toán, hắn lại không sợ chết cũng vô dụng. Cái kia gia tộc chính là Luôn Mồm Dực Lâm Lôi Thị, chính là bọn hắn ăn cướp la làng. Ta cho rằng chuyện này là bẩm báo Tông Minh Liên Chủ đi, có ai không chúng ta tán tu bị người ta ám toán, liền đáng đời không may. Đúng, bẩm báo Liên Minh. Tham gia nghị luận người càng ngày càng nhiều, một số người thậm chí bắt đầu tụ tập tiến về Bách Tông Liên Minh trụ sở chuẩn bị cáo trạng. Lần này khổ nhất ép ra đoán chừng là Dực Lâm Lôi Thị. Lôi Thành Hòa bị xử lý, Dực Lâm Lôi Thị bị đám người xì vả là thiếu. Hiện tại bọn hắn không tìm được cái kia xử lý Lôi Thành Hòa tán tu còn không tính, còn chọc vào một thân tao khí. Trên quảng trường nhìn bảng người bên trong còn một số lão giả, hắn nhìn xem Ngũ Đại Đế Quốc tông môn bảng cống hiến than thở. Tên lão gia hỏa này là Thiên Cơ Tông tông chủ Đỗ Sĩ Kình. Hắn giày vò không phải cảm thấy Thiên Cơ Tông xếp hạng thấp, mà bởi vì Thiên Cơ Tông xếp hạng quá cao. Từ khi tán tu 2705 mua sắm Bất Hủ Phàm Nhân Quyết về sau, Thiên Cơ Tông cống hiến thứ tự trực tiếp vọt tới top 50, rất nhiều chuẩn thiên cấp tông môn đều không có vọt tới vị trí này. Người nói, một cái huyền cấp tông môn vọt tới 50, đây là chuyện gì? Hiện tại thời gian qua lửa năm, Thiên Cơ Tông còn tại 100 top hàng ngũ, cái này khiến hắn lo lắng, sẽ bị một chút người hữu tâm phát hiện. Chương 201 Nhân Cực Cảnh. Đỗ tông chủ một cái đột ngột mang theo một chút không lớn khẳng định thanh âm đánh gãy Đỗ Sĩ Kình suy nghĩ. Đỗ Sĩ Kình quay đầu nói chuyện cùng hắn chính là một người mặc áo nào đó ở thương lâu trang phục tiểu nhị. Hắn căn bản không biết cái này tiểu nhị. Người gọi ta? Đỗ Sĩ Kình nghi hoặc nhìn tiểu nhị này. Tiểu nhị nhếch miệng cười, quả nhiên là tiền bối. Lời này có một phong thư người khác lắm ta mang đến chỗ Đỗ tiền bối. Nói xong, tiểu nhị lại kính cẩn đem phong thư nhét vào Đỗ Sĩ Kình trong tay. Đỗ Sĩ Kình theo bản năng tiếp nhận tin. Là ai tặng? Ta không biết, ta chỉ biết phụ trách trần chạy mà thôi. Tiểu nhị nói xong xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đỗ Sĩ Kình có chút không hiểu thấu, đem phong thư mở ra. Lát sau kinh hỉ bắt đầu. Đỗ tiền bối, vãn bối là tán tu 2705. Vãn bối bởi vì đắc tội người cho nên không dám tiến về Ân Đô. Sai người đưa phong thư này cho tiền bối. Muốn gặp tiền bối một mặt, đồng thời có một số việc muốn thỉnh giáo Đỗ tiền bối. Nếu là Đỗ tiền bối nguyện ý gặp vãn bối một mặt, xin mời đi âm mộ than. Vãn bối trong đó
mấy tiền bối, nếu là Đỗ tiền bối không muốn gặp vãn bối, xin mời không nhìn thẳng vãn bối phong thư này. Phó vãn bối đợi không được tiền bối, tự động rời đi. Tán tù Tình Hà viết. Tại Ân Đô chung quanh, không biết âm mộ than tu sĩ rất ít. Âm mộ than khoảng cách Âm Đô thành 2000 dặm xa, thuộc về cổ tu sĩ chiến trường. Nghe nói lúc ấy có một tên cơ hồ muốn phi thăng âm tu đại năng bế quan, kết quả một trận tu sĩ đại chiến để cho tên này âm tu đại hiển yếu quan phải, xảy ra vấn đề linh lạc hỗn loạn, cơ hồ tương đương tại tẩu hỏa nhập ma. Tên này âm tu tại chỗ giận dữ, trước khi chết đột nhiên bộc phát, đem sở hữu trong ngày chiến đấu tu sĩ toàn bộ chém giết tận tuyệt. Cuối cùng chính hắn bị âm khí bạo thể vẫn lạc nơi này. Cái này âm tu cường giả vẫn lạc về sau chính là một vùng âm khí mang theo một khỏa, thậm chí ngưng tụ rất nhiều âm châu. Sau thời gian trôi qua, nơi này liền tạo thành một cái mảnh âm khí dài. Bởi vì nơi này không có linh khí mà là phụ cận tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma quá lớn, cho nên vô số năm qua rất ít tu sĩ nguyện ý tới cái địa phương này, liền xem như ngẫu nhiên tới cái này địa phương cũng đều là đi ngang qua mà thôi, liền xem như thuần túy âm tu rất ít tới chỗ thế này tu luyện. Nơi này âm khí quá lồng, không có linh khí cũng không tốt. Sự thật âm mộ than chính là một người biết, không ai nguyện ý đến vắng vẻ chỗ đó. Đỗ Sĩ Kình đang tìm tán tu 2705. Tán tu 2705 trao đổi đi Thiên Cơ Tông Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, quan hệ này đến Thiên Cơ Tông tương lai tiền đồ, hắn há có thể không nóng nảy. Bây giờ đối phương chủ động tới tìm hắn, hắn lập tức sắp qua đi. Bất quá Đỗ Sĩ Kình tại đi đến Ân Đô thành cửa ra vào thời điểm hay vẫn dừng một chút, hắn lưu lại một vòng ngắn gọn thư cho thủ thành hộ vệ, thỉnh cầu hộ vệ này thay ta sao cho Thiên Cơ Tông ngươi. Mấy giờ sau, Đỗ Sĩ Kình xuất hiện trước mặt âm mộ than bên ngoài, chính như chuyện ngôn nói một màn đồng dạng. Vừa tới lưỡi này, Đỗ Sĩ Kình cảm nhận lồng đậm âm lãnh khí tức. Âm mộ than nơi xa có nhiều chỗ tạo thành thực chất âm khí sương mù. Thiên Cơ Tông tu luyện công pháp là trí dương, chỉ là Đỗ Sĩ Kình tu vị có hạn, y nguyên nhị không được mấy cái giật mình. Xung quanh chỗ trống không ai. Cái này Đỗ Sĩ Kình nghi hoặc một chút. Tán tu 2705 nếu đem hắn gọi tới đây hẳn là chờ hắn mới đúng. Ngay tại khi Đỗ Sĩ Kình còn nghi ngờ quay người, cách hắn nơi xa một cái mộ đất đột ngột lộ tung một cái thô cát thanh âm chuyển ra. Đỗ Tông Chủ quả nhiên tới. Đi theo một cái thân ảnh nhỏ từ đống cát nhảy ra, đã rơi vào Đỗ Sĩ Kình trước mặt mấy trượng địa phương. Đỗ Sĩ Kình trông thấy cái này thấp bé thân ảnh lóe lên vẻ thất vọng, rất nhanh liền đem cái vẻ này thất vọng ẩn nấp đi. Vô luận 2705 tướng mạo thế nào, có thể tốn hơn 10000 điểm cống hiến mua sắm Bất Hủ Phàm Nhân Quyết cũng không phải người thường. Hắn Đỗ Sĩ Kình há có thể dựa vào ngoại hình mà đoán hạng người. Người không phải tán tu 2705. Đỗ Sĩ Kình thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, trong lúc này giật mình lập tức liền hiểu được. Hắn gặp qua 2705 chân dung, đó là một cái thư sinh trắng trẻo. Hiện tại người này không phải thư sinh mà là tu vị rất mạnh. Hà hà, dáng lùn tu sĩ cười một tiếng. Đỗ Tông Chủ quả nhiên thông minh, ta đích xác không phải tán tu 2705. Ta xin mời Tông Chủ tới đây vẹn vẹn có một việc thỉnh giáo mà thôi. Cảm thụ thực lực đối phương so chính mình cường đại hơn, Đỗ Sĩ Kình trong mắt lộ ngưng trọng. Xin các hạ nói. Dáng lùn tu sĩ nhàn nhạt, Thiên Cơ Tông không có gì nhân kiệt xuất, lại có thể tại ngũ đại đế quốc tông môn bảng cống hiến bỏ lên top 100, thậm chí một lần trải qua top 50, có thể thấy được Thiên Cơ Tông môn đạo không nhỏ. Ta cũng quan sát sau khi biết được Thiên Cơ Tông hẳn có đồ vật gì đó bị người ta dùng cao điểm cống hiến đổi đi. Có thể sử dụng cao điểm đống hiến đổi đi Thiên Cơ Tông đồ vật chỉ có mấy cái người, vậy hẳn là tại ta nói chuyện 2705 Đỗ Tông Chủ liền đến. Xem ta đoán không sai, cho Thiên Cơ Tông điểm cống hiến hẳn là 2705. Thật có lỗi, ta không biết chuyện này. Đỗ Sĩ Kình bình tĩnh nói. Dáng lùn tu sĩ cuồng tiếu. Đỗ Tông Chủ, người không biết không quan hệ. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, người giúp ta nói cho số 2705 là ai, đi địa phương nào. Thứ hai, 2705 từ người Thiên Cơ Tông trao đổi là cái gì, cần nhiều như vậy điểm cống hiến. Ta đã nói qua ta không biết, nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi. Đỗ Sĩ Kình lùi về phía sau mấy bước. Dáng lùn tu sĩ cười một tiếng, muốn đi nếu tới, nếu không rõ ràng cả đời này cũng đừng đi. Đỗ Sĩ Kình cười ha ha, ta hiểu được, ngươi hẳn là người Lôi gia, cũng chỉ có Lôi gia mới có thể như thế không biết xấu hổ. Không sai, ta chính là Lôi gia Lôi Mang. Đừng nhìn Đỗ Sĩ Kình ngươi là một tông chủ, ta Lôi Mang muốn giết ngươi không bao nhiêu khí lực. Dáng lùn tu sĩ nghiệp nghị nói, hắn Lôi Mang không có tìm được 2705 tung tích, nhưng từ Thiên Cơ Tông xếp hạng biến hóa tìm ra điểm dấu vết để lại. Đỗ Sĩ Kình lần nữa cười ha ha một tiếng, ta Đỗ Mỗ mặc dù tu vị không cao, không phải là cái si mị vọng lượng có thể uy hiếp. Lôi Mang lần lại ngược lại không có tức giận, mang theo một tia trào phúng, ánh mắt nhìn Đỗ Sĩ Kình. Ta giết người về sau, bước kế tiếp giết người Thiên Cơ Tông hết thảy, bao quát đệ tử, cùng với người dưỡng lữ. Đỗ Sĩ Kình ngữ khí bình tĩnh, người dục lâm đôi thị, cái này truyền thống đích thực có thể làm được. Ta không kỳ quái, ngươi không lo lắng tông môn bị hủy, đệ tử của ngươi người thân bị giết sạch. Lôi Mang ngược lại nghi ngờ chằm chằm nhìn Đỗ Sĩ Kình. Đỗ Sĩ Kình cười nhạt, ta Thiên Cơ Tông có hay không bị hủy còn chưa tới phiên ngươi nho nhỏ một cái lôi thị làm chủ. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn nào, chỉ cần đứng đấy chết, Thiên Cơ Tông đệ tử không có quỷ mà sống. Thiên Cơ Tông môn nhân, Thiên Cơ Tông đệ tử không nhận uy hiếp. Ngươi nho nhỏ một cái lôi thị còn chưa đủ tư cách cho ta Thiên Cơ Tông quỳ xuống cầu xin. Lôi Mang sắc mặt cực kỳ khó coi, nổi giận gầm một tiếng, động thủ. Mấy chục đạo quang ảnh từ tứ phương tám hướng khóa Đỗ Sĩ Kình, đi theo mấy đạo nhân ảnh nhào đi. Răng rắc, mà quốc kỵ trong tay thiên phẩm linh thạch rốt cuộc hóa thành bụi. Đây là hắn từ lữ nhân kia trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba cái thiên phẩm linh thạch, cái thứ hai. Vì tốc độ tăng nhanh của mình, mà quốc kỵ khẽ cắn môi, vận dụng cái mai này từng dùng một điểm thiên phẩm linh thạch. Theo cái mai thiên phẩm linh thạch biến mất, Mã Quốc Kỵ xông thoát phàm tầng thứ 6, tấn cấp thoát phàm tầng thứ 7. Gần nửa năm thời gian, Mã Quốc Kỵ trực tiếp vượt qua thoát phàm 6 cái cấp độ. Cái tốc độ này mặc dù kém xa so với biến dị ngũ hành linh căn Yên Nhi, tuyệt đối có thể miểu sát đại đa số cùng sai tu sĩ. Mã Quốc Kỵ tự nhiên rõ ràng hắn vì sao tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ cao cấp linh thạch và linh luyện thất linh khí lộng lặc bên ngoài, Thiên Cơ Tông bất hủ phàm nhân quyết tuyệt không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, có một cái trọng yếu tố chính là thiên phẩm linh thạch. Cuối cùng, một viên thiên phẩm linh thạch mà có kỹ thật không lỡ dùng. Hắn không muốn giữ lại trùng kích thoát phàm 10 tầng, bước vào nhân cực cảnh. Nhưng nếu thực sự như chuyện ngôn nói, nhân cực cảnh tu sĩ có thể cùng nguyên đan cảnh tương bính, đây tuyệt đối là đáng giá, chỉ ít. Hắn cần mỗi lần gặp phải nguyên đan cảnh cường giả cũng không chỉ xám xịt đào tẩu. Dù không cần thiên phẩm linh thạch, mà quốc kỵ hấp thu linh khí tốc độ vô cùng kinh khủng. Toàn bộ cao cấp linh thất đều là linh khí lồng lặc mang theo khỏa, tại quanh người của hắn tạo thành một cái vòng khác xoáy khí. Hấp thu linh khí tốc độ nhanh không có nghĩa là tốc độ tu luyện nhanh. Một tháng, hai tháng đi qua, sau ba tháng, Mã Quốc Kỵ rốt cuộc xông phá thoát mạch tầng 7 đến tầng 8. Điều khiến Mã Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ, tại như thế linh khí lồng lặc lại là 101 đầu mạch lạc, toàn bộ triển khai hấp thu linh khí từ thoát phàm tầng 7 đến tầng 8 còn cần 3 tháng thời gian. Ngẫm lại lúc trước hắn dùng 6 tháng không đến, thoát phàm tầng 1 đến thoát phàm tầng 7. Khác biệt duy nhất chính là lúc trước dùng thiên phẩm linh thạch, hiện tại vô dụng thiên phẩm linh thạch. Lấy ra cái cuối cùng một viên thiên phẩm linh thạch, Mã Quốc Kỵ so dự liên tục, hay là tự nói ra, dùng xong đi, chỉ có thể đem linh thạch biến thành thực lực của mình mới có quyền dựa nhất. Chuyện tương lai hãy nói. Nắm chặt thiên phẩm linh thạch, một lần nữa hành công, Mã Quốc Kỵ quanh thân vòng xoáy linh khí càng là nhiều hơn một loại không nói, rõ ràng không được. Khí tức Mã Quốc Kỵ nguyên bản chậm rãi lưng cao tu vị, cũng tại thời khắc này cấp tốc bắt đầu. Lửa tháng sau, Mã Quốc Kỵ vọt thẳng tầng 8, tấn tới tầng thứ 9. Một tháng sau, Mã Quốc Kỵ
luyện tới thoát phàm cảnh 9 tầng viên mãn, một đạo nhìn không thấy chạm tới hình huyền linh. Vận trong cơ thể hắn hình thành, cơ hồ một đạo này hình huyền linh vận hình trong nháy mắt, mà quốc kỵ thoát phàm tầng thứ 9 giam cầm oanh mở, tấn cấp thoát phàm tầng 10. Cái kia hình huyền linh vận khẳng định bước vào nhân cực cảnh tiêu chí, mà quốc kỵ trong lòng kích động không thôi. Hắn khẳng định trong cơ thể mình cái kia áp đảo cao hết hình huyền linh vận cùng nhân cực cảnh có quan hệ. Người khác linh vận có thể bằng màu mắt thường gặp, bởi vì có linh căn, mà hắn là phàm căn hoàn toàn bằng vào mình tu luyện ra cực cảnh mới có thể tạo ra một cái đạo nhìn không thấy cũng chạm không tới cực cảnh linh vận.